Hello and what's good? Welcome back to my channel. Lại một ngày nữa mình rảnh và mình có cơ hội làm thêm một cái video reaction dành cho các bạn. Thì nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình hoặc là xem qua cái video này của mình thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip đang viral trên mạng. Và các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Thì nếu mà các bạn chưa bấm cái nút subscribe, chưa bấm nút đăng ký phía bên dưới thì hãy cho mình xin một cái nút đăng ký từ các bạn nhé, vì đó sẽ là những cái động lực của mình trong cái khoảng thời gian này. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Không mất thời gian của các bạn nữa, tới phần intro thôi nào. Let's go baby. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction video cho bài hát Cướp Nhà Băng của Bạn Có Tài Mà. Thì mình biết là ở đây sẽ có rất nhiều anh em kiểu đã mong chờ cho cái bài hát này từ lâu lắm rồi. Tại vì trước đấy thì có một cái đoạn demo của Megashock trước đấy. Và Megashock chơi một cái fast flow nghe rất là dị, nghe rất là hay. Và ngay cả mình nghe cũng ấn tượng nữa. Và đó là cái lần đầu tiên mình nghe, mình biết đến Megashock luôn. Thì đến thời điểm hiện tại thì cái bài hát này mới có một cái bản hoàn chỉnh, một cái official audio. Thì mình rất là mong, và đến thời điểm hiện tại thì cái bài hát này ra mắt được một ngày. Thời gian mình coi cái video này, đây là lần đầu tiên mình xem cái video này luôn, là đã có 125.000 lượt view rồi. Hôm nay là ngày 29 tháng 5. Wow, đúng là có rất 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 là nhiều người ở ngoài kia đang mong chờ cho cái bài hát này, và mình cũng là một trong số đó. Và chắc là không mất thời gian của các bạn nữa, tới luôn với phần reaction thế nào. Và mình rất là mong coi là cái bài hát này sẽ có cái gì rồi. Ở đây mình thấy là có anh Khmer, Dick, Megashock, Key, Universal, có cả Sám và Ngắn luôn. Damn, rất là đông. 1, 2, 3, 4, 5, 6 người. Ok, bắt đầu thôi nào. Let's go baby. Ok, thì như mọi video, ở đầu video thì mình luôn nhắc nhở các bạn cái việc uống nước nhé. Always stay hydrated. Và hãy nhớ nhắc những người xung quanh của mình uống nước nữa. Let's go, baby. Sản phẩm chỉ mang tính chất âm nhạc. Chúng tôi không tuyên truyền hay đả kích bất cứ tổ chức nào. Ok. Cấm trẻ em dưới 16 tuổi, khán giả cân nhắc trước khi xem. Ok, ai ở đây 16 tuổi thì ngừng video đây nha. Báo trước rồi đó. Ok. Sao? Mày chuẩn bị xong hết chưa? Yeah, một ly là không trở lại đâu. 51A lăn bánh, độ về hướng vòng xoay. Máy não xanh đang đứng, bắt ba chắc còng tay. 6 thằng, 7 chỗ, một ghế chữ hàng căng. Điều hòa thì 18, còn 10 phút nữa tới nhà băng. Wow, kế hoạch được thống nhất từ lúc bỏ tới đường ra. Quẹo trái đâm thẳng ra tới trường xa. Cano đậu sẵn không ai mượn tượng ra. Dù đường bộ hay đường thủy cũng phải theo kế hoạch. Trong 36 kế, chạy trốn cũng vậy chính là thượng sách. Đấu trả quyết liệt vì chưa tốn tên tường vòng. Nếu tình hình mà không ổn thì mình rút đi đường vòng. 200 cây cứ chân ga chạy về hướng Bình Dương. Mang theo đường núi để sang Bình Nhưỡng. Còn nếu mà áp đảo thì cứ việc xông lên. Thao tác nhanh gọn lẹ không một chút công cần. Xử hết ai cản đường rồi bỏ tiền vào túi. Mắc ngay thằng lớn nhất để còn chưa được luôn. Cứ làm mọi thứ theo những gì đã bàn. Đeo mặt nạ và thủ thế chuẩn bị tàn sát. Tao đếm tới ba. Mọi mẫu ra số 7. Anh đang xông vào. Anh tao đã rồi. Đến từ châu Á. What the fuck? Tao đến tới 3, xong mà ad-lib là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? Rồi cái ad-lib của cái câu sau là kiểu nói nhảm đúng không? Đúng không? Tao đếm tới 3, mọi mẫu ra số 7. Anh đang xông vào. Anh tao đã rồi. Đến từ châu Á. Vietnamese gang. Chính xác là Đông Lào. Màu đỏ da vàng. Không cao nhưng mà láo. Khi tụi mày xào. Khi tụi mày xáo. Mày xào. Mày xáo. Mày nhào. Mày nháo. Lên cái mặt báo. Sao 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 sao. Nhà vàng, what's up với dân chơi tàu đèn ngưng cướp cướp. Nhà vàng, hands up in the air. Tao không muốn phí nước biển hay tốn thời gian. AK-47 khát máu và nó đã sẵn sàng. Quang quang quang, sáng sớm làm sinh viên với cái đeo mặt nạ là lúc tao cướp nhà vàng. Cướp nhà vàng, bang 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 bang. Lái thật nhanh đến nơi an toàn. Lấy tiền ra lấy thêm áo vàng. Chia làm năm gửi vô ngân hàng. Kiếm bằng trăm, lãi dần tăng. Cứ hàng năm lại sắm nhà to. Có gì mà lo, nếu như mày gan. Nếu như mày gan thì đi cướp nhà vàng.
sao? Tao cướp nhà bang của mấy thằng em. Tao nếu muốn stand up trước tiền phải stand. Lấy cái dao ra. Dao, tao muốn được sống ở trong a bang. Hao, và nếu thằng lên nó mà bố lão, tao sẽ cho mày ăn một viên. Mặt tao che luôn mặt báo, mau ghét tao vì cái đồ điên. Tụi tao không cần mặc áo, hắn nồng giá nói tao lộ phiên. Xung quanh này chạy nháo nhau, còn tao cắt một cha sàn dĩ. Khi mà cướp nhà bang. Đưa cho tao sau chìa khóa. Bởi vì tao cho bang nhiều quá. Nó như là sông suối, cứ cho qua trong túi. Không cần phải quan tâm để chịu tôi tăng nhiều giá. Chứ từ ngày lên xe tôi rẽ phải ngóc Nguyễn Thị Minh Khai ngược chiều. Gặp con nhỏ người yêu cũ. Nghe công việc tao đầy tao liền cho nàng bỏ tiền. Rồi mình hướng về Bình Dương ngoan lương. Tôi mày thấy sao? Tụi tao cứ bông như một phi vụ. Sống hay là chết chỉ là trên hoặc là dưới tất đất. Lúc tao còn là thanh sinh viên lất cất. Bên trong khu tao đó là một ổ tội phạm. Sáng thì thằng đó nó tên Sang. Đến sập tối thì nó đổi tên Hoàng. Ông ngoài sớm của tao thì nó là cha nó là ba sẽ thật ra có việc mà nó sợ nhất là thường xuyên đổi bộ dạng. Nó thì cướp gì sớm còn tao cướp nhà văn. Nó thì làm liều còn tao kiếm ngày ăn. Tao sẽ phải lòng chỉ để kiếm vài trăm. Xem có hành như một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Trắng lạnh quanh như một cậu trai tỉnh nghịch. Cá nắm tiếng như đồ chơi mình nghịch. Nhé tim nó đập tiếng thình thình. Sẽ chấp tay sao tao nói đùa nhưng tao không biết buồn sinh sinh. Tao là mày gắn sâu qua cha qua cha. Ta ta mà nghe cả ra đam. Ai cả ràm para 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 ta ta. Và tiếng cười hòa tiếng ai cao. Tự bị cuộc sống sinh viên lang thang vang đàn. Tạm biệt ngày tháng tao với sang thang bàn hàng. Hẹn một buổi sáng bên ly vang với cây đèn. Còn giờ là thực hiện vô cốt trong nhà bang 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 bang. Một ngày đang bình yên như bao ngày qua. Đây là cái full verse của Megashock. Công nhận là về cái flow đi rất là kiểu rất là dứt nhức đầu luôn, kiểu rất là nhanh và kiểu rất là cuốn. Nhưng mà ha, công tâm mà nói, đây là ý kiến của riêng mình thôi, thì mình cảm thấy cái khúc sau thì cái flow nghe nó hơi bị, mình cảm thấy không thích một tí xíu. Mình không biết là có bị upbeat hay không, nhưng mà nghe mình không thích một tí xíu ở những cái câu cuối. Nhưng mà những câu cuối trở về đằng trước thì ok, đó là ý kiến cá nhân của mình thôi nhé. Mình biết là sẽ ở đây sẽ có người thích người không, nhưng mà đó là mình chỉ muốn nói ý kiến cá nhân của mình thôi. Ok, những cái khúc mà từ khúc sau này thì cái flow thì nghe có vẻ hơi dị, nhưng mà mình không thích lắm, không thích bằng những cái câu trước. Tự bị cuộc sống sinh viên lang thang vang đàn. Tạm biệt ngày tháng tao với sang thang bang hàng. Hẹn một buổi sáng bên ly vang với cây đèn. Còn giờ là thực hiện vô cốt trong nhà bang 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 bang. Một ngày đang bình yên như bao ngày qua. Anh hai alo mới tới. Hôm nay có dự án đổi đời. Rob the band sống trong thế giới mới. Homie, are you ready? Mau mau now follow me. Như một cơn bão ta sang bằng hết tất cả. Hello world, my name is Key. Nguyên một gang tụi tao cho vào bao và biến khu vực quanh tụi tao thành điểm nóng. Nhanh roll out, free and roll around. Thằng tiền bạc ở cao xong anh em mình phóng. Năng lượng xanh vẫn đang cháy. Tụi trẻ đóng lối tao kiếm cả đống tiền. Tăng trưởng nhanh vận chuyển qua thang máy. Mọi thứ bùng nổ cái anh em tao cống hiến. Thằng xám với ngắn thì cơm tiền ở tầng dưới là mega sốc. Tình báo ở phía sau, nhiệm vụ của tao không để ai tẩu thoát. Anh hai đề bắt áp đảo lên tiếng đấu. Gơ mè đợi sẵn chiếc xe để cầm lái. Like, like, right, right. Bước ra đường mà không cần bằng lái. Right, right, tới, nay. Ôm bao tiền hưởng bao cát phụ hộ. Cướp đằng sau chiếc tay tiền kính chỗ. Phải thú thật ai chẳng muốn làm giàu. Bất động sản nhà tao vàng kính cổ. Tiền như núi chứ thành tầng tầng bao. Công bằng nhau nên phải chia làm sáu. Xã hà tung tung hành tất tuổi tao. Play the game như là em bình báo. Đây đây. Xám à. Đây xám rồi, let's go. Wow. Hey, hey, hey. Lấy hết, lấy hết, lấy hết, lấy hết. Rồi một ngày cái búp này sẽ lên vòng. Anh có được thêm bài học và bài tập. Để quên những lúc cảm thấy trong rộng bên trong. Anh bỏ hết nó vào trong túi đằng trước. Còn nếu nhiều quá thì nhét thẳng bên hông. Bốn thằng lấy và hai thằng gác cổng. Đêm nay trong này là điểm nóng. Trên trời bốn phương tám hướng đổ về. Và đây là cách vừa tụi tao giao tiếp. Bề cả sốc thì đang đứng ngoài đó. Còn anh ngắn thì đang vô bao ship. Đi ngang qua dòng sông và cu lê hồng phong. Tụi nó nói là thằng nào mà lão thiệt. Ngày mai vụ này sẽ đứng top trên bản tin. Tụi tao kiến trên xe cầu này náo nhiệt. Wow 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 wow. Tất cả chỗ này là của tao. Kế hoạch của mình là tính thẳng từ đằng trước. Tiếp tục sau đó sẽ biến mất từ cửa sau. Một là can giảm mà lấy cho bằng hết. Còn hai là mặt tao sẽ in lên mặt báo. Để thì tiếp tục với giấc mơ mình nắm mắt vào mỗi tối. Và tao biến cả thế giới này của tao. Ok, ngắn sẽ là người kết thúc bài. Ok, let's go. Damn. Lấy trên xe và phóng, ngồi trong xe thật nóng. Okay. Nhấn chân ga như chóng băng qua và phi qua bao điểm cơm. Chạy ra
hướng bờ sâu bờ sâu. 4 giờ chiều thật đông, let's go. Để tụi nó mà bắt đích thì cả lũ coi như là xong. Tao giữ tính mạng, đừng đạp phanh nhanh để rồi tạo vết xe loáng. Cuộc sống ngang tàn, thằng làm anh cũng không bao giờ biết khoe khoang. Mình vén tấm màn, bỏ mặt nạ ra để tao thấy dung nhan. Còn mày còn tao đừng để vì sao anh em cùng qua hết sóng gió. Chích 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 chích, có tiếng kêu có bên tai và cả tiếng zig zag zig zag. Thời khắc đã điểm phải triển em mê. Ngoài cửa kích 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 kích, có cả cảnh phát hiện thêm ai. Ngày thằng đích 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 đích, đủ ngay quả liệu phát ở trên vai. Oh, sẽ không đủ thời gian chúng mày không tăng cân nhanh với lâu con phong cả sân bao quay khiến em mình phải chạy vòng vòng. Tiếng dư nổ bên tai không biết nó bật vào ai mà chảy tuôn ra át cả vai vết xưa vào ai mới có chảy dòng dòng. Hay là mình đầu hàng để giữ mặt cho thằng ban hả không? Từ đầu đã xác định vì đây là cấp địa băng mà ông. Damn. Wow, bài hát gần 7 phút. Ồ, một bên càng quá. Holy shit. Wow, một bên càng quá. Không biết là ai làm đây. Ngắn hả? Music producer ngắn. Damn. Holy shit. Holy shit. Wow. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 verse. Comment phía bên dưới. Các bạn sẽ xếp hạng gọi là những cái verse này đứng đầu tới thứ 6 nhé. Đối với mình chắc là verse đầu tiên chắc là 2 cái ở vị trí đầu tiên chắc là ngắn với lại mega short. Không biết ai nằm trên nhưng mà chắc là mình để ngắn tại vì kết thúc bài vẫn còn cháy thì mình công nhận điều đó. Và cái khúc sau của mega short như mình nói là mình không thích lắm nên là mình sẽ để ngắn và mega short ở hai vị trí đầu tiên. Còn những vị trí sau thì mình nghĩ ai cũng làm kiểu tròn vai và mình khá là bất ngờ với lại khi nha, tại vì đây là lần đầu tiên của mình nghe cái biết đến cái bạn khi này luôn. Thì shout out to bạn có tài mà và shout out to ngắn nữa. Một trong những cái lý do mà mình muốn xếp ngắn ở đầu vị trí này là tại vì ngắn còn tham gia vào cái việc sản xuất âm nhạc nữa. Wow. Damn. Wow. Wow, cái bài này nó kiểu đúng dồn dập luôn á, kiểu mình sẽ kiểu tưởng nó sẽ kiểu đi từ từ nhưng mà không. Anh Khmer kiểu vào một cái kiểu đi một cái dắt mình đi tới đâu luôn. Ok, và nếu mà các bạn chưa xem qua cái sản phẩm này hoặc là muốn xem lại cái sản phẩm này và mình biết là các bạn sẽ thích cái màu này nên là các bạn có thể click vào cái đường link mình có để dưới phần mô tả đấy nhé. Thì đây là cái reaction của mình cho cái bài hát này và mình mong là các bạn đã có được một cái phút giây thật là vui vẻ. Và như mình nói, những cái ý kiến của mình chỉ mang tính cá nhân mà thôi, và nó có thể giống với các bạn mà nó cũng có thể không giống với các bạn. Và mình rất là mong sẽ nhận được những cái ý kiến của các bạn ở phía dưới phần phần comment nhé. Và chắc là reaction của mình đến đây thôi. Và mình hẹn các bạn ở cái reaction video reaction tiếp theo. Ok, và lời cuối như mọi khi, mình chúc các bạn sẽ có được một ngày thật là vui vẻ bên người thân của mình, bạn bè của mình hoặc là bên những người yêu thương của mình. Và luôn nhắc nhở những người xung quanh của mình uống nước nhé. Always stay hydrated. Đây không phải là quảng cáo, nhưng mà biết đâu đó sau này mình sẽ nhận được quảng cáo cho một hãng nước uống nào đó thì sao. Đó cũng một trong những cái giấc mơ của mình mà. Ok, và đến đây thôi. Như mọi khi, peace and I'm out. Bye guys.